Quý anh chị ơi, em phải tranh thủ em khoe cái đàn này thôi chứ. Tí xíu nữa anh khách anh lại, anh lấy khỏi khoe luôn. Lo 414 CE được sản xuất tại Mỹ. Nó đẹp, nó nói 90 mấy phần trăm luôn, đẹp kinh khủng. Sụp ngủ. Tuyệt vời. Quá đẹp. Được sản xuất tại Mỹ luôn nha. Phẩm gia nhân EQ quá nổi tiếng của Taylor, khóa mới toanh luôn bạn, cái khóa này Taylor 314 trở lên thì cái khóa nó mới được khắc chữ nè. Mà trời ơi, quạt sướng bạn, quạt này không sạch sẽ. Ống như sạch nữa, trời ơi, êm. À, quý anh chị nào mà mua thay lo, mất tiền là cứ báo em. Em sẽ kiếm cho, em sưu tầm cho. Nghe nói chung là hơi bị phê ở ngoài, đánh rô măng cũng được nữa, đánh rô măng cũng được nữa. Nghe kỳ thôi, không có dài tiếng. Mỏng tiếng hơn mà cái tiếng sạch hơn. Em kề vai những cô gái bên em, bỏ lại đằng sau những khúc quanh co và cảm gió để quay về. Ở đó khóc cùng với em, này đây tiếng mình sẽ lấy một cái cây Martin cán nhỏ, dòng Martin là nhỏ cho mọi người xem ha. Martin Junior, Martin này là thằng này. Đây là cây Martin cán nhỏ Junior 10E, Martin. Tuyệt vời lắm nè, nhìn nó nhỏ thì thôi nha, nhưng mà âm nó kinh khủng lắm, cực kỳ nhìn dễ thương đó. Mà âm rất kinh khủng luôn. Ghi giờ
cái âm của thằng Martin nè, với thằng Taylor này nè. Taylor thì âm của nó giống như là, nói chung là nó sạch sẽ và nó giống trẻ trung hơn, sạch sẽ. Đó. Nghe trẻ trung hơn cái cây Martin. Martin này là nghe giống như là âm thanh đã từng trải vậy các bạn. Âm thanh của, nói chung là đây là một cậu thanh niên, còn đây là một ông già. Đó, mình nói chung là mình ví dụ vậy đó. Cậu thanh niên sạch sẽ, còn trinh. Đúng không? Âm mà đã. Đó rồi, âm Martin rồi. Dáng này hợp với bạn, dáng nhỏ dễ thương. Cái này thì 16 triệu thôi. Cái này mới 99%, 16 triệu. Có EQ Fitman mà EQ không phải kiểu Taylor, EQ nó làm trong đây. EQ nó là hai núm Fitman. Fitman là hai cái bánh xe. Trong đây luôn. Rồi nó chỉ cắm ở đây. Thay pin ở đây. Cắm rắc ở đây. Là dây đeo. Đó, hai cây. Mình thích Acoustic là mình thích dòng Taylor Martin thôi các bạn ơi. Nếu mà dòng cao cấp là mình chơi Taylor Martin thôi. Mình đã chơi Taylor Martin rồi á, là mình thực sự luôn tâm lý là mình không muốn chơi những cái dòng đờn khác nữa. Chỉ Taylor Martin thôi. Thật ra mình phải trải nghiệm nhiều dòng đờn, có những dòng đờn hay nữa. Mỹ nhiều lắm. Acoustic á là phải nói tới Mỹ nha. Mỹ là chuyên về dòng acoustic là hay, còn Luxus thì không phải điểm mạnh của nước Mỹ. À, quá hay các bạn. Đó. Quý anh chị cơ gì liên hệ với em. Một cây là ông già, một cây là cậu thanh niên. À, lưng quá đã. Nói chung là cái cây Taylor mà 414 này là phải so với cái cây Martin, nó mắc hơn tí xíu. À, nó phải tầm khoảng vài chục triệu thì hợp lý hơn. À, mà so với cây nhỏ này thì chưa hợp lý lắm, nhưng mà âm thanh của Martin các bạn thấy công nhận không? Nó kinh khủng, nó nhỏ mà nó ghê lắm. Âm thanh sạch sẽo, trong trẻo, ấm áp. Nói chung là những cái gì mà tinh túy hay nhất là nó dồn vào những cái cây acoustic như Taylor, Martin. Rồi, quý anh chị cứ liên hệ với em 0902 691939, 0936239138. Đã có hai số điện thoại. Zalo là số sau, số đuôi 38. Địa chỉ là số 43 đường 43, phường Tân Quy, quận 7.